6. Tâm tứ là khẩu hành. Có nghĩa là gì? Câu này Đức Phật xác định để chúng ta nhận xét khi nhập nhị thiền, để thấy và hiểu biết cho rõ ràng. Khi nhập nhị thiền, tâm tứ diệt. Tâm tứ là ý thức thuộc trong nhóm 6 thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Khi tâm tứ diệt thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều diệt. Sao ở đây Đức Phật dạy tâm tứ là khẩu hành? Khẩu hành là sự hoạt động của miệng. Sự hoạt động của miệng có 2 phần: A. Ăn. B. Nói. Khi nhập nhị thiền thì miệng không còn ăn và nói chuyện. Nếu còn ăn và nói chuyện là không nhập nhị thiền. Hiển nhiên đúng như vậy các bạn ạ. Cho nên câu nói tâm tứ là khẩu hành, đó là chúng ta biết rõ khi nhập nhị thiền là không nói chuyện, không ăn uống được, có nghĩa là miệng không còn hoạt động. Do từ chỗ tâm tứ diệt là khẩu hành diệt, ta suy ra và biết ngay tâm tứ diệt là 6 thức diệt. Có nghĩa là khi nhập nhị thiền thì người nhập định không phải giống như cây đá vô tri, vô giác, không phải giống như thây ma người chết. Khi nhập nhị thiền, Đức Phật còn xác định rõ ràng: định sinh hỷ lạc. Vậy, cái gì còn biết hỷ lạc khi 6 thức bị ngưng hoạt động? Cái biết trong nhị thiền là cái biết của tưởng thức. Tưởng thức biết là nhờ thức uẩn hoạt động. Thưa các bạn, khi các bạn ngủ thì 6 thức không hoạt động, nên các bạn mới có chiêm bao. Trong chiêm bao, cái gì biết, nghe, thấy và cảm nhận, các bạn có biết không? Đó là tưởng thức các bạn ạ. Nhập nhị thiền, nói cho dễ hiểu, là nhập vào thế giới chiêm bao. Thế giới chiêm bao là thế giới tưởng, cho nên nhập nhị thiền là nhập vào trạng thái của tưởng căn, nhóm tế bào tưởng do tưởng uẩn hoạt động. Tóm lại, tâm tứ là khẩu hành, là chỉ cho trạng thái nhị thiền cần phải diệt. 7.